với kênh của Hoa Ban Xứ Thanh. Các bạn thân mến, bây giờ là 12 giờ các bạn ạ, 12 giờ trưa mà một mình lang thang trên đỉnh núi này các bạn. Nắng quá. Các bạn vừa thấy tôi đi xe không? Rất khó đi vì tối qua nó mưa to các bạn. Hôm nay là quyết định là lên trên Hô Mí để đi bắt tổ ông bầu và ông bò vẽ các bạn. Mà chú Sơn qua gọi điện tôi lên bảo sáng nay lên sớm nhưng mà vì trời mưa không lên được. Chiều nay trưa nay quyết định là đi buổi trưa các bạn. Buổi trưa thì đất nó khô hơn và xe nó dễ đi các bạn. Các bạn thấy xe tôi đi không? Xe số mà lên dốc số 1, toàn bò số 1 các bạn ạ, rất là khó đi. Và rất là một mình trên đỉnh núi thế này, buổi trưa thế này người ta mà nói một mình thế này người ta nói là chập. Bị chập các bạn ạ. Cũng biết là sao được các bạn, đó là nghề nghiệp theo đuổi đam mê các bạn, phải đi quay các bạn là xem cận cảnh bắt một tổ ong rừng thế nào các bạn nhá. Chỉ lo lúc về là trời mưa bạn, trời mưa là khó xuống núi các bạn ạ. Mà ngủ thăm lại trên bản thì rất là nhiều các vấn đề xảy ra. Rất là sợ. Và bây giờ mời các bạn cùng đồng hành với tôi nhá, để đi lên Hô Mí gặp chú Sơn, anh Cò Đạt, anh Nhung Nhàn để chúng ta đi bắt tổ ong rừng và bắt chôm chôm các bạn nhá. Nào xin mời các bạn. Đến nhà chú Sơn rồi các bạn ạ, vất vả quá, con đường đúng là con đường đi về mà đi lên khó về các bạn ạ. Đây cho các bạn xem phong cảnh nhà chú Sơn này, vẫn nhà cũ các bạn ạ. Được hơn cái năm ngoái là mấy cái cột trống này. Các bạn xem xe của tôi với xe chú Hiểm My này lên, chú My lên trước tôi buổi sáng các bạn. Chú đi phải 3-4 lốp cơ. Bây giờ mời các bạn lên tham quan ngôi nhà sàn của chú Sơn nhá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu bậc. Chán à? Chán. Năm ngoái tôi lên đây là có con tiếng mường ở con Tha Ma. Con bọ chó các bạn, năm nay chú Sơn thì không nuôi nó nữa. Hôm nào mình gọi điện cho chú nó bảo, cứ bảo là có không có Tha Ma thì mình mới lên các bạn. Ai đây, chào khán giả đấy nào. Chào khán giả. Đây chú Sơn các bạn, chú Sơn các bạn còn nhớ không? Một gương mặt điển hình của VTV3 đấy. Đây là chú My nhỉ, chú My chào khán giả đây. Nhá. Đây còn bà Thím chào khán giả nào. Chào tất cả anh em trên thấy nào. Các bạn có biết là dân tộc miền núi của xứ Thanh sống nạp điện bằng cái gì các bạn? Các bạn dùng, đây là một chiếc điện thoại các bạn này. Một chiếc điện thoại iPhone 11 35 triệu. Nào với một chiếc bình Đồng Nai 12V. Có 102 của nước Việt Nam. Các bạn đã có cái pin nào mà to bằng cái bình của điện thoại chưa? Đây cho các bạn xem ngôi nhà của chú Sơn này. Chú bảo xong cái này mới là chất của nghệ sĩ các bạn ạ. Cái vách nó phải liêu siêu cái này. Khổ quá, hai vợ chồng này đúng là không sắm được cái gì cả, một năm trời rồi. Bát đũa này để thế này này các bạn này, đây này, tủ đồ mới đó. Đây là cái để gạo này, cái vại chum để gạo. À còn có mì tôm nữa chứ. Đã có cái gì trong đây cả các bạn ạ. Chúng ta sang gắp bếp này. Vẫn có mồi của rượu bạn ạ, đây này, mồi rượu bằng lạc của lạc này, vẫn có nhá. Và đỉnh cao của rượu đấy trên đây ạ. Họ uống rượu thay cơm đấy các bạn ạ. Đây là cái giỏ. Đây là cái buộc mỏm trâu nhỉ, đúng không? Ồ, đúng rồi đó. Mỏm trâu. Đây gác bếp của dân tộc Mường. Mỏm trâu ngày xưa là đi còn làm mía thì cày để dành. Cày để dành thôi. Bây giờ chú giới thiệu cho các bạn xem là buổi chiều nay ta làm những cái công việc gì nhỉ? Chiều nay. Thì chiều nay thì nói chung là chú thì cũng đi chăn trâu. Tí thì cũng gặp trâu hắn đốt mấy con trâu của chú, ông nhớ chưa? Nên là phải diệt hắn ngay không là hắn mần một phát rồi trâu nhà mình là chết tươi luôn đó. Rất là ông chi chú? Ông bảo vệ. Bảo vệ à? Có loại này cao lắm nhờ? Nhiều, hai ô, tỏ lắm. Hai tổ à? Nhớ. Thôi rồi rồi. Thế hôm qua chú điện cháu đem cái bộ lên đây rồi. Có áo, có mũ rồi, chú phải lấy quần dài này mới ủng nhá. Có đủ chưa?
có tất tay này, găng tay này, có áo dài đây này, vẫn là mũ chùm này. Để chú phải có quần dài mới ủng nha, không không nó đốt cho là đi viện đấy. Thì chú vào chú quay nhá, chứ không vào đâu. Thì chiều hôm qua chú đi chăn trâu là anh mới là đốt trâu của chú chứ. Nghĩa là chú mới nhìn thấy chứ chứ không là, là không nhìn thấy đâu. À rồi ok. Tới hai vợ chồng ngắm lại cái con muỗi là buồn cười chứ. Lúc nãy gặp hai ông là ông mạ đi tìm. Mặc bộ quần áo trong đây này, có một quân đội này. Như tí này mình ra mình mà luôn không người ta là lấy mất đi là mất ăn đấy. Hôm nay lên thăm chú thím mày thì có tí quà các bạn đây, quà miền xuôi đem lên miền núi này, nhãn này, nhãn nhà các bạn. Và tí một chai nước nói đây. Chú Miên đây, đây, ở đây. Lấy lên cho cháu ơi. Đây các bạn. Quà tặng tặng cho đây là tặng riêng cho chú Sơn này. Đây chú Sơn. Nước nói à? Nước nói. Ôi, như là tuyệt vời rồi chứ. Đây là nước nói mà trong như. Đây là nhẫn rừng này các bạn này. Còn một đôi giày dưới kia tặng cho anh còn Đạt, bảo anh Đạt sang lấy. Trẻ lính nhá, trẻ lính. Anh đã bảo trước đêm anh đôi. Ok đi. Đây là lính. Nếu như vậy là ta phải đi mần cứ mấy cái hai cái ổ đút cho chú đi đã rồi. Vâng. Xong nó nắng gì ta còn đi kiếm. Các bạn mời các bác ăn nhãn nhá. Ngon lắm. Ngon không? Trèo lúc đi đi trường mày trèo luôn đó. Ăn cơm xong là trèo luôn. Đây chú Mì dưới làng các bạn, chú lên làm giúp chú Sơn là nay đi vác cái ngô để ngô cho chú Sơn. Chú lên sáng nay đã có đi không chú? Ô đường dễ chứ anh. Đi bộ 3 lần mới đến được. Càng quá nhỉ. Thế là chú vẫn nghiện à? Vẫn có đem cái ông điếu từ nhà lên à? Đúng rồi, điếu này chú có từ lâu lắm rồi đó. Trên đây chú Sơn mới cai được rượu mấy tuần rồi các bạn, cho nên là cũng vất vả các bạn. Cai uống rượu cái cai cơm. Anh em trên YouTube nhìn thấy tôi mập không? Béo, mới cai được rượu được khoảng tầm hơn 2 tháng. Bên 2 tháng. Không giống như năm ngoái này, năm ngoái là khả năng là năm ngoái gầy hơn. Gầy hơn. Tốt nào chú cai chưa? Cai lâu, cai cách đây mười mấy năm. Đó mày các bạn ạ, mày chú Sơn nhà mình là còn cai là tốt nào rồi đó. Mà phải cai cai luôn. Không thì còn teo lần nữa các bạn. Giờ mới cai được rượu được 2 tháng. Thôi thì qua cái video này chú thím cố gắng làm ăn nhá. Nhà liều xìu quá, giờ nhìn thấy này cam cảnh quá các bạn ạ. Ôi, mấy mà răng, qua một năm trời mất được con trâu thôi, một cái cày bây giờ nhà lại siêu vẹo này rồi. Và cái vụ bão số 5, số 6 vào là đúng không biết thế nào mà chống chọi nổi đây. Vì đường xá không ô tô lên mà mua gạch được các bạn ạ, không xây được nhà. 1, 2, 3, 4 cái chống rồi, 5 chống rồi, ok rồi. Thế các bạn thấy cái vách nó giống kiểu chữ Z đấy, giống chữ Z rồi. Khổ thật đấy. Cái này người ta mới gọi là chống chọi này. Đó, đúng rồi. Nhà cổ tôi cái gọi là chống chọi này không lại. Nước thì phải mua từ dưới xuôi lên hay là nước mó đây? Nước lấy từ dưới xuôi lên chứ. À nước lọc đấy nhỉ? Là mình tắm rửa đây dùng nước suối à? Dùng nước suối. À thế người ta xem suối luôn nhỉ? Thế là đi luôn mà chờ hay thế nào? Bắt ông á? Từ từ đã chứ, đi mệt thì mới đi chứ. Hai tổ to không? Thấy là chiều hôm qua là hắn đốt cháu chú là thấy gắn là một đoàn quân là đen thế thôi. Có cái tổ chôm chôm nào không? Không có, lần này không có. Không có. Đưa chăn trâu mà nhìn không có nữa. Chú Sơn đang thử bộ áo chống đạn các bạn ạ. Nó thử được không? Được mà, vừa mà. Bộ áo này hôm qua cũng đi mượn các bạn, cũng chưa mua được các bạn ạ. Khổ thế. Nghèo quá các bạn ạ. Quần đâu? Đi vào con núi này nó chết. Chú bảo mặc con núi đi đốt các bạn ạ. Nó không vào nguy hiểm. Nguy hiểm lắm mặc con núi này ạ. Quay cao đi, quay sát chứ. Quần này ống là còn rộng rồi chứ. Đeo gì à? Cứ bao tay đeo gì à? Vâng. Đeo nó chùm cả cái đây đi. Chùm cả cái áo đi. Nhưng mà em nguy hiểm cái mặt lắm. Không, mặt không răng. Không sợ mặt sợ lưng à? Nó quan trọng là nó đốt vào mặt mà có cái đây lưới này rồi. Đấy. Chúng trong cái áo sao? Quan trọng là cái tay của chú đó mà. Ông khoái mới sợ là một cái bàn mặt mình ạ. Hắn tỏi nện một đầu với thôi. Ông khoái à. Đeo gì à? Đeo gì à? Đúng rồi. Thì có đây lần mua được mua. Để trang bị cho chú Sơn. Không thì có mà lấy lửa mà cho hắn chết
luôn đi. Lấy cả tổ về cho khán giả họ xem luôn. Cái ảo xem tay nghề của chú lấy có chứng chỉ đi lấy mặt ong rồi lấy dừng rồi chứ. Không như gì cũng được, chị không có chui được mà. Không chui được đâu. Thì okay, chú đúng xin chi xuống cho chỉnh được cho. Gì đúng không? Ừ. Đấy. Không nữa mình ham quá cứ đúng không? Đúng rồi, đừng ham chứ, phải ý chứ. Chú đã có hân mần một phát vô đi đúng rồi. Thôi đấy nhờ. Cô được chứ đừng có. Thế còn chú có dây tiêu hay là chú mong buộc dây chi á? Ồ, cái đó mới là chắc á. Chú xin buộc dây tiêu cái dây ra. Cái đó mới chắc á. Quần hết dày các bạn, nhưng mà ra đây, nhưng chú bảo buộc cái dây này cho cái dây tiêu các bạn ạ. Có, không có tiền để mua dây tiêu. Đây, vợ sắm cho chú cái dây tiêu rất là hay các bạn. Có 102 của Việt Nam. Khám cảnh của các bác ạ. Đây, bỏ cái bì đi. Đây, bì đây. Khám cảnh quá. Gia đình thì có một cái vòng là có giá trị nhất nhà rồi. Quạt thì 320, bình thì 200. Khổ thật đấy các bác. Nói chung là... Cái này rất là gọi là chống chọi này. Tí nhá. Bye bye nhá. Tí đi các bạn. Tí theo chú Sơn để đốt ông bầu. Cái này hôm qua đi chăn trâu gì đến... À. Chú có hai con đây, hai con trâu đây à? Ừ. Còn năm ngoái ấy đó. Ừ. Năm ngoái mua đó hả? Tao thu của chú đấy à? Ừ. Nhiều cái chứ nhỉ. Cái con đây mình đấy. Đây là rừng cao su của chú nhà chú Sơn các bạn này. Mấy hết à đây. Hay hết à? Bán chưa? Bán rồi đó, khai thác mủ rồi đó. À. Có lên giá không năm nay á? Hả? Lên giá mủ không? Nói chung giá cũng tầm tầm thôi. Ừ. Nhưng không lên mấy. Ừ. Đây là nhà chú ông Nam. Ngay bây giờ đó. Một hôm ba, hai ba Tết là chúng ta lên ăn cơm nhà chú ông Nam. À? Nhiều hôm qua hắn mần cho em bực lắm rồi. Bây giờ không đến đâu. Hello. Dạ. Con chú làm chưa? Dạ. Thì đốt ong đi. Thì đốt đi. Ông chú chào khán giả nào, chào khán giả nào. Chào. Chào các bạn nhá. Ừ, bọn mình đang ở trên Phú Mỹ nè. Đang nằm nghỉ giải lao. Chuẩn bị công tác đi làm. Đó là không biết buổi chiều. Dạ. Hai nhà nhiều trâu lắm các bạn ạ. Ba con trâu này. Ba con trâu này bán thì được mua tô ngon rồi. Béo nhỉ, trâu chú thì béo rồi đó. Béo trâu thì lại nhúng. Gan này. Gà mới mua chắc. Yeah, bên đây là gà các bạn. Bên đây gà nhà ông chú Nam. Đây ông nhà nuôi đây các bạn này. Đâu? À. Cá chi đó? Cá biển đỏ. Cá biển đỏ. Đây đó, mình nhìn mở cửa quay được. Đây là ao nhà chú ông Nam các bạn ạ. Cá rất nhiều. Cá rất là nhiều. Chiều nay là xem chú đánh cá đánh chài rồi nha. Đi. Đi. Đây chú đang ngàn đó là thấy trâu nó chạy. À. Dưới này xuống. À. Thế này mẹ được đuổi theo chắc là ông bảo vệ. Đi. Chưa lên nhìn thấy được. Yeah. Bây giờ ta lên ta nhìn thấy con nếu mà thấy thì bắt không thôi. Đi. Đi. Thank you.
này. Ồ, son đủ. Hả? Đốt đi à? Hả? Ồ. Đốt. Hả? Mất rồi. Anh Mô mới đốt rồi chưa? Đúng gậy ông kia cầm kìa. Này thấy ông nó cầm cái gậy đây mà. Đây này, cháy xem nem đây này. Ồ. Ồ. Đốt mất này các bạn ạ. Ủa đây lấy luôn nè. Tìm xem. Đây các bạn này. Luôn rồi còn. Lên muộn các bạn ạ. Muộn một tí thôi, mấy giây các bạn này. Người ta đốt mất rồi các bạn ạ. Tuyệt quá. Đó, mẹ nó bay đầy này. Bọn không? Ừ. Tuyệt quá các bạn ạ. Hôm nay tôi lên đi cũng nhanh mà cuối cùng cũng không kịp. Mất rồi. Trưa nay lúc cho lên đây. Gặp dưới kia, hai ông, cứ gậy đây này, đúng gậy đây luôn. Nhá. Yeah. Chán nhỉ. Bây giờ nãy cho nói chú Sơn là chạy lên luôn nhỉ. Mất rồi các bạn ạ. Mất hai tổ các bạn ạ. Tiếc quá. Thôi chạy chạy chạy, không nó mẩn cho đó, như hôm qua đó. Tiếc quá các bạn ạ. Mất công toài hôm nay. Đúng là mất rồi, công rồi. Công rồi. Buồn quá các bạn ơi. Lúc này thôi. Hôm có, lúc sáng rồi Đạt nói là hai tổ là hai tổ đi rồi. Có các bạn ạ, bị hai ông lúc nãy gặp trên đường họ đốt mất rồi các bạn ạ. Hai tổ to, rất là to. Lên chậm có tầm 5 phút thôi các bạn ạ. Thế thế. Bực nhờ, bực quá. Vừa bị đau chứ. Năm ngoái thì bị người ta lấy mất cái tổ chôm chôm. Năm nay lại mất hai tổ ông to các bạn. Ông bầu bạc đầu. Bực nhờ. Thế mà chiều nay là đi săn lùng thôi. Tìm ông vàng thôi. Buồn quá. Đâu đường tép không? Anh đi lâu chưa? Lên từ lúc 12 giờ. Nhưng mà lên lại ngủ. Chú yếu lên để ngủ trưa mà. Thì hôm nay chú lúc nãy lên nhà sàn đây. Gặp hai cái ông kia đây. Đấy, có các bạn ạ. Ông chú Nam ở gần đây mà không nghe ta đốt đây này. Không nghe, vì là cái lúc ngủ trưa. Cho nên là không nghe được. Là gầy chưa? Hai tay đi từ... Giờ là phải đi săn lùng lại ông vàng thôi. Đi tìm lại ông vàng đó các bạn ạ. Đó là một cái video ngon đâu có. Người ta lên mất rồi. Như là chú cháu là bắt đầu lên làm lại từ đầu. Thôi các bạn, chú Sơn bảo có hai tổ đẹp lắm, luôn lên thấy họ đốt mất rồi các bạn. Bây giờ là chú cháu lại đi tìm lại tổ khác. Tìm khắp buổi chiều nay hôm nay nhá. Con bỏ vào cái túi đó. Bỏ vào cái túi mà đeo được chứ vì gì đâu. Anh em thì đang làm cái một tí quần rơm để đốt làm mùi khói các bạn. Tím khấn vô cái ông bà tổ tiên trên cái đất hôm biết cái. Cho gặp may mắn cái. Đi cái đây người ta phải khấn đấy, khấn trước rồi đó. Để họ phù hộ đấy. Đi. Cầm quạt mo chưa? Cầm rồi, anh em cầm rồi. Một đường cái chứ. Lấy thôi chứ không cần đâu. Không cần hả? Không, có mũ rồi, có mũ rồi. Đi. Đây các bạn. Đi bên đổi cái này. Không đi hướng trước này đi. Hướng khác đi. Đây là rừng sắn của chú Sơn các bạn ạ. Tháng mấy là nhổ sắn? Tháng 10 à? Bắt đầu từ tháng 8. À, tháng 9. Đây là kèo của chú Sơn các bạn nhé.
2 năm là chú có một con xe Mercedes đang cỡ 3-4 tỷ các bạn ạ. Các bạn thấy không? Mình vào văn ngát 12 FA các bạn ạ. 12 FA kèo. Chú là một đại gia của Hình Ngọc Lạc các bạn ạ. Chúng ta có lại nhà anh Cổ Đạt các bạn ạ. Tiếc quá. Hôm nay bị người ta đốt mất cái tổ, hai tổ ong đầu bạc. Đâu? À, trên kia chú Xuân thấy một tổ các bạn, nhưng mà cao quá nhỉ. Đốt không? Đốt không? Chán quá các bạn ạ. Trên đây các bạn có tổ ong bầu các bạn, tìm thấy các bạn nhá. Tổ này cũng to các bạn ạ, bằng một cối đấy. Đây các bạn thấy không? Thế này này. Thế này. Đấy. Thì chờ chú Sơn mặc đồ này, chú Sơn đốt các bạn ạ. Đây. To đấy nhỉ? Như to đấy đúng không? Tổ này nhiều mẹ đấy. Đây các bạn. Ăn được không? Ăn được. Có chín là ăn đúng không? À. Đây, coi anh ăn thử nào. Đây này, quả đây gọi là quả chi đây? Ú chó ú mèo. À, gọi là ú chó ú mèo. Cần đấy. Ai, ăn luôn các bạn. Ăn thử các bạn xem này. Còn đây núi mới có các bạn ạ. Nhá. Ngọt lắm. Đây. Ngọt lắm các bạn ạ. Còn cái ngọt này. Ăn là ăn không? Ăn cứ ăn thử cái quả xanh mà cái quả ăn trên ngọt ăn kìa, ăn giòn lắm. À. Ừ. Nhưng mà ăn quả ăn gần trên ngọt ăn giòn, đừng ăn quả già. À, quả xanh nó mới này. Mận thưởng thức nhá. Ừ. Rồi, ngọt lắm. Ngon. Ăn hết cái này các bạn ạ. Cần đầy nhá, để cái này cho con mèo, con bé. Ngọt nhờ. Ngọt lắm. Thơm thơm nhỉ. Giống kiểu cái măng mình ăn nhờ. Măng đắng, kiểu măng đắng hay là măng nữa? Măng ngọt ngọt ấy, mà ăn xong ấy. Măng chi nhỉ? Nhỏ lùn lùn á. Măng... Đúng không? Có mùi măng. Măng khém. Ừ, măng khém á. Giống hệt luôn. Phải không? Phải. Ừ, ngọt lắm. Giòn mà. Giòn. Tôi để lại nấy khỏi ra con em. Chết, mẹ nó ra nhiều lắm các bạn ạ. Rơi một táng rồi. Đây này. Đó, thấy chưa? Ui, đẹp nhờ. Hãy để gì để mà chơi không? Để gì chơi không? Hắn đốt cho con Đạt bỏ mạng giờ. Hả? Tay mua lấy nữa. Ôi đẹp chưa? Hả? Cái lớp nó đẹp lắm. Ôi được hai lớp. Đi bắt xịt rồi hai lớp. Ui. Có con bệ đang ra đây này. Không không, cái đó là hắn xong hắn có còn hắn nữa đâu.
chặt phơi cho nó mà keo luôn nè. Không lo đâu, tay con tay dài mà. Đấy, quay đâu vô? Rồi, cầm lấy cái bay đi, cầm, làm tổ thôi. Cầm lấy rơm xuống. Được được bát tô không? Ừ. Chắc lắm nhỉ? Béo nhỉ? Con này là ăn giả là ăn đút điển nha. Ừ. Nó ăn không có đút. Ừ. Mà nó một quả thôi. Lô, ấy, nó ăn nó chẳng có hay đút là. Ừ. Nó vào quên đâu à? Đó. Chứ đâu. Chứ con cấm ấy à? Ừ trời. Ừ. Ừ. Nhiều cho nên nha. Này nhiều. Chị ra. Một tổ đến nữa là được nhiều đó. Hôm 2 tổ được 1 cân 2. À. Không được mất 2 tổ kia, cái hôm nay ngon đó. À, cũng mà phải đầy cái giá đi. Dạ. Tức quá. Hôm nay đi đúng sở đúng hướng phong thủy các bạn, nhưng mà vì người ta lấy mất. Kéo qua bác ạ. Con đi về, qua cái con đi đây. Lùi hiệu. Anh lùi anh chọc. Cho qua kỹ nha nữ. Qua kỹ nha nữ. Thì nâng lên lên. Ôi. Mưa tây hay chào quan trọng rồi. Nghĩ là không có đến. Đến. Đến đi chứ. Ừ, để chị chờ. Đây. Đến. Ừ, kỹ đó đó. Qua qua kỹ nha nữ xuống. Mặc áo phô tì. Mặc áo phô tì. Chú yên mua vải. Lấy cái liếng của lô mới dẫn. Là cái chỗ. Tí nữa thôi. Ăn bỉm qua đúng không? Ông này là ông gió bạn, không gió ông bầu nhá. Ông gió là nó theo cái xào đấy. Hắn theo đó, hắn xuống đó, đó. Thì để lấy cái căn già mà lấy nọc hắn mà. Lấy cái cái xào đấy gì dọn này. Còn đây là fan hâm mộ đang đang đứng xem. Bạn hâm mộ là nước xem. Kim Lệ thì đang nhóm bếp để lấy than để chuẩn bị nướng cá các bạn ạ. Còn chị Giao Đạt thì đang đi xin muối. Đây Giao Đạt đang bên kia xin muối nhà anh Hiểm Ảnh rồi, nhung nhàn rồi. Nghèo lắm, đường thì khó đi, nên là không, không đi chợ này. Lấy muối lấy mắm lên. Chợ phiên thì xa lắm các bạn ạ, đi mất 5-6 cây cơ. Trời mưa là không đi được, hôm nay trời mưa mà trời chợ xi đấy chứ. Đây anh Hiểm Ảnh các bạn, vừa lên các bạn, dừng lại nào, chào khán giả nào. Chào khán giả đây. À, lâu ngày quá nhỉ, anh khỏe. Chào các bạn ơi, lâu ngày rồi, tôi lại đâu. Mình sẽ là nhung đi. Nhung nhàn. Ok. Trại dế nhung nhàn. À được rồi. Anh vừa. Chào các bạn. Sắp chín rồi. Cá này, rồi trứng cá này, rồi là ong bầu này. Chiều nay là đi đốt nhưng mà rất là buồn các bạn. Bị hai cái ong lạc nào đốt mất. Không kịp. Nó cướp mất. Cướp mất. Cách nhau có 5 phút thôi mà. Mất luôn 2 tổ ong to. Gà sướng nha các bạn này. Chị Giao đang cho gà ăn này. Còn gà thịt ngon đây. Lấy ớt đi, ớt đi. Cá nướng này. Trứng nướng này. Trứng cá nướng. Ong nướng này. Ớt không nướng này. Đây mà chúng có hỏi là mê tiền thế đó nhờ. Đúng rồi, mê tiền nha. Còn rượu đây là rượu pha mật ong này, ong khoái. Hôm nay cùng chứa Sơn đi tìm nhưng mà bị người ta lấy mất các bạn, rất là tiếc. Tiếc từ chiều đến giờ. Vừa lại chưa? Giờ chẳng có nói cái gì cả. Không nói gì nè. Ôi trời, thật ra càng ngon thế. Đây anh có Đạt đây, anh có Hiểm, anh Nhung Nhàn đây. Lấy màu lắm mà bây giờ mới gặp này. Ăn vài ư. Chào các bạn nhé. Cái cơm lâu lắm đây nhờ. Lâu lắm rồi. Hôm sau ta làm một video thu hoạch dưới nhờ.
Hả? Rồi, để cái lứa tới thì là lứa vừa rồi thì không ăn thua. Cái lứa sức khỏe anh có uống được rượu không mà tôi phải quay ạ. Được chưa? Được chưa? Rồi. Thôi cả một buổi chiều không may mắn. Ông nào? Thế ta cùng ông hàng này kia. Nâng đi lên đây đấy thôi. Nâng đi nha. Đồ như là mà. Đồ em đây, uống đi. Đồ rừng không được. Đây này. Vào đây, nhìn có chân đi. Đây, em đây, nó chân đi. Chúc mừng đấy nhờ. Đi là mà chèn rồi chứ không phải. Đây đây cô em này. Uống đi. Này, tôi sức khỏe nha. Chào các bác uống rượu buổi chiều các bác nhá. Mời thôi. Mời cả nhà nhá. Chào. Mời cả nhà này, mời cả nhà luôn nào. Vâng, mời đi. Ăn con ông đây đốt quá nha. Thôi là làm đi nha. Dạ. Các cô. Dạ. 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 Ngon. Chống vật nha. Anh thử xem nào. Chống vật con ông này cái này. À, anh còn đàn là bị ông đốt vào tay sừng. Dạ, sừng này. Đó. Cách nào anh đẹp chạy xa lắm mà lấy cái tủ nào xuống còn chạy hết cửa luôn. Nó sơn vào đây. Này kia. Thơm cực kỳ ạ. Ngon không? Các bạn ơi, thử ong nướng này. Thử loại ong nướng đây này. Cuốn lá bao bạc này. mua về và cho ta một túi đó. Ngon. Còn à, ta thấy chẳng nhà quạt. Mình mưa. Thật là nó tối chẳng quạt hiểu. Chị thử đi. Phừa đấy chứ. Thế là tôi thử các bạn nha. Tôi lổ quạt tới bán thầu. Thử cái món này quá. Tôi tăng định nụ cơm mới sang tổ cao rạc không? Bạn là con thuộc kịp cho nó tổ rạc có hiểu thật lượng. Mấy các bác nhá, thử cái món ong nướng trên bàn này. Đúng rồi. Cái đầm nhỏ nhỏ hết cái này. Em thôi được nhà rồi. Ừ. Hả? Em hộ bà thích lên em đấy. Con sao tiếp tục nhá. Con sao không có đây không quan này đúng không? Đây bà chẳng lê được đấy. Em à. Vẫn vẫn là một con cá này khu rạc cái này. Lấy cái con bé. Hộ bà thích cá đây này các bạn này. Cá ăn đổi đó. Cá ăn lá ăn rau đó. Đây này. Thịt đúng món này này. Thấy chưa? Thế lên xoay này cho mê. Thế ra nếu mà không may mắn nào vẫn mua giá nào linh tình tượng mua vừa còn mềm hoa ngon không chứng cá ngon không tuyệt vời giờ mới thử cái này thử đi ăn cái này á tuyệt vời mới chứ ngon chứng cá đấy cái này chân quá nước này nha vẫn hơi giỏi rồi đó tuyệt vời à bên tôi ở lá tán ở lá thơm nhở thơm nó thì nó phải ăn họ chán quá thôi mà no với các bạn nhau thì mày ăn cái đi. Tốn tài. Cảm ơn các bác luôn nhá. Uống nhiều chiều nhá. Vâng. Tốn tài ôn bình vậy. Đúng. Nó hỏi hơn anh mà anh ạ. Nói ăn nó. Thế cơm đấy không gì phải. Còn nó. À, thử món trứng. Đây, mấy các bác thử món trứng cá nướng này. Nó ngon lắm chưa này. Phẩm quách. Ở các bác nhá. Được không? Để món hồng này muốn ngon. Mồi đi, mồi đi, mồi đi. Để chống vật này. Thấy cho điến này chẳng có ở ăn ong rồi. Chẳng. Thế là cái tiêu à. Ngon, cái tiêu. Đấy phải cái cục tiêu. À, cái này là nơi giảm tiêu đây. À đây đây, đây món ong thử, này. Thử món ong này, ừ, nhưng ông mà răng nó không... Không có nhiều tiêu quá. Không ấy nhỉ. À, thấy cháu được đúng rồi. Nó ăn chưa? Thấy không? Xuống cái rồi. Cái món ong nướng này. Thấy được bao rồi hả? Kim sao à? Ta lại thử cái này nha. Chờ món cá nướng đi. Chín ngồi dần rồi mới đang ngồi rồi còn gì mà dần. Chín giờ. Chín chín. Hết rồi đó. Ăn đi. Dần với mèo chi. Dạ. Ăn đi anh My. Dạ. Vẫn một cái xe. À, ta vui vẻ nó không sâu à? Không sao. Ăn đi uống đi. Để quay nào. Đúng là có cái món mật ong mà uống ngọt hẳn rượu nha. Tốn rượu lắm, món ong đây. Thật ạ. Đầu tiên đúng không? Để mua về ta lại ăn tiếp. Một cuộn. Đúng rồi. Đi ra lại ăn giải tiếp. Được ba ủ ong hoàng như vừa có phá ăn 3 gà trăm mà hơi đủ nặng. Thôi ra đi kiếm một bữa mật ong vàng này nha. Ong vàng. Hôm nay hơi bị đen quá. Ta sao người ta đây. Để sau thôi. Thôi chào khán giả ta ăn nè, chào khán hoan miệng nè. Chào các bạn nha, để tạm dừng video này các bạn ạ. Thì chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ hạnh phúc nha. Các bạn nhớ like, chia sẻ kênh và đăng ký kênh Hòa Bàn Sơn Thanh để chúng tôi có những động lực làm video hay hơn các bạn nhé. Nào chào khán giả nha. Xin chào nè. Rồi chào khán giả nha, tôi ăn nè bạn. Chú Sơn nói một câu khán giả chào luôn nè. Thôi chào khán giả nha.
Rồi hôm nay chú cháu tính là được, nhưng mà đi chậm mất người ta một bước, đúng một bước thôi. Hẹn các bạn tuần sau gặp lại. Các anh nhung nhàng làm một cái video cận cảnh hơn. Hẹn gặp lại.